Trước hết thì tôi xin gửi lời nhiệt liệt chào mừng tất cả quý vị đã đến tham dự chương trình Tech Lounge giờ đây Việt Nam năm 2015 tổ chức tại Hà Nội. Hàng năm thì cứ vào khoảng tháng 4 này thì chúng tôi rất là háo hức và chờ đợi tổ chức cái chương trình này, thì vì đây là cái cơ hội để chúng tôi bày tỏ cái sự tri ân đối với tất cả các khách hàng đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và đây cũng là cơ hội để cộng đồng người sử dụng phần mềm Tekla có bản quyền ở Việt Nam được gặp gỡ, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu học hỏi cũng như là trao đổi trực tiếp với các chuyên gia đến từ hãng Tekla. Thì hôm nay tôi cũng rất vui là được trong chương trình này thì có sự có mặt của ông Mick Hoxer là giám đốc kỹ thuật mảng kết cấu thép của hãng phần mềm Tekla. Chúng tôi rất là tự hào được cùng với các khách hàng của chúng tôi là sử dụng ứng dụng cái giải pháp phần mềm Tekla cho các công trình trọng điểm quốc gia, đóng góp vào cái sự phát triển của quốc gia. Thì các công trình đó từ nhà cao tầng như cái tòa tháp Lotte Hà Nội, công trình đang thi công tòa tháp Việt Tin Banh, các công trình về nhiệt điện như nhiệt điện Mông Dương, nhiệt điện Thái Bình, lọc hóa dầu Nghi Sơn, các công trình dân dụng khác như là mái đón của phần Time City, các công trình về cơ sở hạ tầng như cầu Rào 2, cầu Cao Lãnh trong thành phố Hồ Chí Minh, trong khu vực phía Nam, và hàng ngàn các công trình về nhà xưởng biên chế. Thì đến bây giờ chúng tôi có các khách hàng như sau, từ phía Bắc đến phía Nam. Phía Bắc thì chúng tôi đã có các khách hàng là sử dụng giải pháp nền Tekla là từ Disenco, Dusa Hải Phòng, Dilama 693, các công ty về tư vấn thiết kế làm nhà thầu EPC như là GVC Việt Nam hoặc Polyjet Việt Nam. Các anh ấy hôm nay cũng có mặt ở đây. Miền Trung thì một số đơn vị như PTSC Quảng Ngãi, Dusan Quảng Ngãi và phía Nam thì nhóm khách hàng là các công ty từ tư vấn thiết kế như tư vấn Tiết 2, Tân CC, Vân Trường, MTOGO, các nhà thầu như là Maeda hoặc là liên doanh Vietso Petro, các công ty làm về gia công kết cấu thép tiền chế như ATAC, BNB, Đại Dũng, là POSCO. Thì đây là các khách hàng của những năm trước, thì có thể các anh các chị đã gặp nhau rồi. Năm 2014, nửa sau năm 2014 và đầu 2015 thì chúng tôi chào đón các khách hàng mới là các anh bên lắp máy 10 ở phía Bắc, các anh bên công ty kỹ thuật Việt Hàn, Disenco 2, cái cấu thép Thiên Trường, Damiel Steel, các công ty Hàn Quốc như GB Steel, Damiel. Ở phía Nam thì có Synertech, Tùng Dương. Tiếp theo thì chúng tôi rất là cảm ơn là các doanh nghiệp tiếp tục tin tưởng và sử dụng cái phần dịch vụ bảo trì phần mềm của chúng tôi. Thì dịch vụ bảo trì phần mềm hàng năm nó bao gồm thứ nhất là phần bảo hành bảo trì cái sản phẩm, cũng giống như chúng ta mua bảo hiểm trong cái tài sản nào đó, đúng không? Chúng ta mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội hoặc những cái công trình như là thủy điện, phần bảo hiểm công trình rất là lớn, thì ở đây có phần bảo hiểm cho phần mềm. Phần nâng cấp thì khi mua dịch vụ bảo hành bảo trì thì các anh chị sẽ được nâng cấp lên các phiên bản mới nhất trong năm, vì hàng năm thì có các version các service release liên tục để vá lỗi. Tư vấn về phần hỗ trợ kỹ thuật qua email, điện thoại và từ HSD Việt Nam cũng như từ Tekla. Thì có một số anh chị hỏi là tại sao phần mềm phải nâng cấp hoặc là vá lỗi, tại sao phần mềm bán lại vẫn có lỗi, thì ngay cả cái phần mềm Windows của Microsoft thì nó vá lỗi hàng ngày, đúng không ạ? Thì phần mềm là thứ cần liên tục được cải tiến và phát triển, test, kiểm thử và nâng cấp để cải thiện cái tính năng của nó, đáp ứng cái nhu cầu của người dùng. Tôi xin trân trọng giới thiệu, xin kính mời các đại diện của các anh từ Polyjet Việt Nam. Xin mời anh Trịnh Thái Cường, anh TTG Việt Nam, xin mời anh Nguyễn Thanh Hiếu, Alchemico, anh Cương và bên lắp máy 10. Thì xin mời các anh lên chúng tôi trao cái chứng chỉ là chứng nhận về phần dịch vụ bảo hành bảo trì.
hai là một nhà thầu thuộc gia công về kết cấu thép, có nhà máy tại An Lão, Hải Phòng. Diceco 2 thì cũng là nhà thầu cũng về kết cấu thép, tuy là mới nhưng anh cũng đầu tư mạnh mẽ vào khoa công nghệ. Và trong cái đợt này thì ngoài phần mềm Tekla cho phần thiết kế chi tiết kết cấu thép thì các anh cũng đầu tư về phần mềm Phạm Trôn, phần mềm MRP là quản lý sản xuất cho nhà máy về kết cấu thép. Các anh bên kết cấu thép Thiên Trường, nhà máy tại Hưng Yên. Thiên Trường thì anh giám đốc là Trần Bình Tân. Tuy nhiên anh ấy có ông em trai là Trần Đình Long, nổi tiếng hơn là bên chủ tịch của Hòa Phát. Và tiếp theo là công ty Damium Việt Nam và cũng là công ty của Hàn Quốc thì cung cấp cái dịch vụ steel detailing có văn phòng cả Hà Nội. Thì tôi xin kính mời đại diện của Damium Steel Việt Nam, anh Nghĩa đã đến trường. Anh Nghĩa, dạ mời anh. Các anh ở bên Lysenco 2, anh Thọ đến trường. Anh Bộ đến chưa? Anh Bộ lên giúp em ạ. Bên kết cấu thép Thiên Trường với anh Tâm đến chưa? Anh Mạnh đến chưa? Có thể bên kết cấu thép Thiên Trường thì anh đang rất là bận. Damium Việt Nam cũng thông báo là đang rất là bận, tại vì tuần sau các anh ấy phải tuần này phải làm thì tuần sau nghỉ bù. Xin mời đại diện của Damium Steel Việt Nam là anh Nghĩa là giám đốc thiết kế của Damium Steel Việt Nam, còn anh Bộ cũng là phụ trách phần thiết kế của bên Lysenco 2. Xin chào tất cả các bạn. Thực ra là với tất cả đại chúng tôi vừa là khách hàng vừa là khách hàng cũ. Ra Damium Steel trên toàn cầu thì tôi đã sử dụng rất nhiều vị trí đại sứ Tekla trên các văn phòng thiết kế ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng mà lần này thì ban giám đốc chúng tôi quyết định sẽ sử dụng cái phần mềm Tekla mua bản domestic để hưởng được cái sự hỗ trợ từ công ty SST Việt Nam. Thì chúng tôi hy vọng là trong thời gian tới này chúng tôi sẽ nhận được cái sự hỗ trợ tối đa từ SST. Xin cảm ơn. Chào tất cả các quý vị có mặt trong cái khai phóng ngày hôm nay. Tôi đại diện cho công ty Lysenco 2, cũng rất vinh dự hôm nay có mặt tại đây để nhận cái chứng chỉ bản quyền phần mềm Tekla. Cũng rất là may mắn tôi đã làm quen với Tekla cũng được khá lâu rồi. Thì ngày tôi còn làm ở công ty Yusan Vina Hải Phòng, và hôm nay tôi chuyển sang công ty Lysenco 2 và cũng lại nhận lại một lần nữa. Đã tiếp tục cái sử dụng cái phần mềm Tekla. Tôi hy vọng rằng với cái phần mềm này thì công ty tôi sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian sắp tới. Vậy thì cảm ơn. Tiếp theo thì tôi xin kính mời đại diện của bên công ty TTG Việt Nam, anh Nguyễn Thị Hiếu sẽ trình bày về ứng dụng phần mềm Tekla tại TTG Việt Nam. Xin kính mời anh Hiếu. Xin chào quý vị khán giả. Tôi hôm nay thay mặt TTG Việt Nam tôi xin giới thiệu ứng dụng Tekla trong triển khai bản vẽ chế tạo kết cấu thép. Bài giới thiệu của tôi sẽ gồm các 4 mục như sau. Thứ nhất, giới thiệu chung về TTG Singapore. TTG Singapore là công ty mẹ của TTG Việt Nam. Tiếp theo là giới thiệu chung về TTG Việt Nam. Mục thứ 3 là giới thiệu về thiết lập hệ thống Tekla của TTG Việt Nam. Mục thứ 4, quy trình làm việc của TTG Việt Nam. Và mục thứ 5 là các thiết lập Tekla cho dự án Aurora. Sau đây tôi xin giới thiệu lần lượt từng mục trong bài giới thiệu của tôi. Thứ nhất, giới thiệu về TTG Singapore. Công ty mẹ của chúng tôi TTG Singapore có trụ sở chính tại Singapore. TTG là chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế, gia công, chế tạo và lắp dựng kết cấu thép cho các công trình như nhà cao tầng, nhà máy công nghiệp nặng như lọc hóa dầu và các khu công nghiệp. TTG chúng tôi tự hào là một trong hai nhà chế tạo kết cấu thép lớn nhất ở Singapore, và chúng tôi đã làm những công trình mang tính chất tiêu biểu của Singapore. Hiện nay chúng tôi có hai nhà xưởng với công suất 4.000 tấn một năm, một xưởng ở Singapore và một xưởng ở Malaysia. Hiện nay ở công ty mẹ chúng tôi dùng phần mềm Phát Siêu để quản lý toàn bộ các bản vẽ gia công chế tạo. Trước đây chúng tôi dùng các hệ thống Excel, nhưng hiện nay sau khi mua phần mềm Phát Siêu của Phát Trôn thì cho đó việc quản lý rất hiệu quả. Toàn bộ cấu kiện đều được các máy chúng tôi cắt bằng máy CNC
Và hiện nay trên ở TTC Singapore có 15 Dyson, trong đó có 10 Steel và 5 Raptor. Theo một công trình nữa là Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Singapore. Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Singapore là một công trình khá lớn và yêu cầu độ phức tạp, đặc biệt là cái mái che hình cong này và các kết cấu ở bên trong. Sau đây tôi xin giới thiệu về TTC Việt Nam. TTC Việt Nam được thành lập năm 2012. Chúng tôi có nhiệm vụ là triển khai dựng mô hình kết cấu thép, là bản vẽ gia công chế tạo cho công ty mẹ TTC Singapore. Các công trình của chúng tôi nhận triển khai gồm các công trình công nghiệp, nhà cao tầng và các nhà thép tiền chế. Địa chỉ chúng tôi ở phòng A219, The Manor, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội. Hiện nay công ty của chúng tôi có 11 nhân viên và trong đó chúng tôi có 10 license. Chúng tôi mua 3 license steel, 4 primary và 3 raptor. Việc dùng license như này sẽ thứ nhất giảm chi phí đầu tư cho chúng tôi vì mỗi license steel rất đắt. Và trong quá trình sử dụng, chúng tôi sẽ tùy theo công việc của từng nhân viên sẽ tiến hành bố trí ai sẽ dùng steel, ai dùng primary và ai dùng raptor. Với các công trình nhỏ, chúng tôi thường ưu tiên dùng các license primary, còn khi tiến hành sửa chữa hoàn thiện bản vẽ thì dùng raptor, còn với những công trình quy mô lớn thì chúng tôi thường dùng phần mềm dùng license steel. Các kỹ sư của chúng tôi sau một thời gian vào TTC thì luôn không ngừng phấn đấu học hỏi để nâng cao trình độ tích la, và sau thời gian phấn đấu học hỏi, chúng tôi tiến hành cho các kỹ sư chúng tiến hành thi chứng chỉ tích la, và hiện giờ công ty của chúng tôi có 5 chứng chỉ Advanced tích la. Và một điều nữa là với khả năng làm việc hiệu quả của các kỹ sư Việt Nam thì trong năm tới công ty của chúng tôi có định mở rộng quy mô lên 17 người trong năm nay. Và sau đây tôi xin giới thiệu một số công trình tiêu biểu mà TTC Việt Nam triển khai. Thứ nhất là công trình, đây là một khu căn cứ quân sự Changi ở bên Singapore. Các cơ sở sự này là các kết cấu mái thép cong và có những cái dàn ngang. Thì như các bạn đã biết thì việc triển khai những kết cấu cong hoặc như polyfin trong tích la rất khó khăn, nên khi triển khai giờ này chúng tôi phải thiết lập rất nhiều các thuộc tính trong tích la để lúc xuất bản vẽ ra thì cái hiệu quả tương đối cao, và việc sửa chữa edit trong bản vẽ là ít nhất có thể. Và như các bạn biết là các corrosion này, các liên kết cho kết cấu cong thì hầu như là không chạy được trong tích la. Chúng tôi cũng phải tạo những cái thiết lập để có thể liên kết được với những cái mái cong này. Công trình này số lượng bản vẽ chúng tôi là 200 bản vẽ. Chúng tôi tính ở đây là chỉ bản vẽ cấu kiện, chưa bản vẽ single part. Ở công ty TTC chúng tôi thì phân ra loại là bản vẽ assembly và bản vẽ single part. Với một công trình như này, single part thì thường khoảng 2.000 bản vẽ. Tiếp theo tôi xin giới thiệu một công trình nữa, là một tòa cao ốc tour ở Singapore. Công trình hiện nay đang được xây dựng ở một khu trung tâm hành chính ở Singapore. Thì chúng tôi được giao nhiệm vụ triển khai thiết kế bản vẽ của một cái sàn treo này. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy khu sàn treo. Sàn treo này là từ tầng 25, từ lên tầng 15 đến tầng 25. Và cái sàn treo này sẽ đỡ được bằng cái hệ megachut, là một cái hệ dàn rất lớn, bằng 3 cái dàn megachut này. 3 dàn megachut này sẽ treo toàn bộ 15 tầng phía dưới. Các bạn nhìn thấy đây là sàn tung son, đúng không ạ? Và đây là toàn bộ cái hệ kết cấu thép để phục vụ việc gia công lắp dựng cái toàn bộ 15 sàn và cái megachut. Như các bạn đã biết thì ở các công trình nhà cao tầng thì hầu hết các dòng lớn cụ lớn, các dòng đều phải tiến hành tạo vòng cho mô hình, đúng không? Tuy nhiên việc tạo vòng cho mô hình rất là khó khăn, và hầu như các liên kết là sẽ không gắn được và đều phải dùng bằng tay. Thì chúng tôi phải xem xét những dòng nào phải có một phần mềm kiểm tra là với độ vòng của dòng là bao nhiêu và có ảnh hưởng đến chuyển động lớn hay không. Nếu không chuyển động lớn thì trong mô hình chúng tôi vẫn để phẳng như bình thường, và trong bản vẽ chỉ ghi độ vòng của dòng. Và sau đó khi xuống xưởng thì các công nhân ở bên Singapore sẽ họ tiến hành tính toán và tự tạo vòng cho dòng. Tiếp theo tôi xin giới thiệu về các thiết lập hệ thống tích la của TTC Việt Nam.
Đầu tiên, để phục vụ việc triển khai bản vẽ thì đối với một mọi công ty mà tiến hành làm detailing hay là bản vẽ chi tiết thì việc không thể thiếu được đó là các template trong bản vẽ không? Như các bạn đã thấy thì chúng tôi chia làm 3 loại template, là bản vẽ template cho bản vẽ shop hay gọi là bản vẽ cấu kiện, bản vẽ GA là bản vẽ bố trí chung và cho report. Tại sao các bạn thấy lại có GA, bản vẽ GA không? Nếu một số người làm cho công ty nước ngoài thì sẽ hiểu từ GA, đây là bản vẽ bố trí chung. Thường thì các công ty thiết kế mới phải triển khai bản vẽ GA. Nhưng với đặc thù ở Singapore thì 100% các công ty chế tạo khi tiến hành triển khai phát triển thiết kế đều phải triển làm bản vẽ GA để cho các công ty thiết kế họ check lại xem cái việc triển khai ý tưởng đã đúng hay chưa. Nên chúng tôi phải biết những cái template để cho bản vẽ GA. Tiếp theo một cái yêu cầu rất quan trọng nữa, đó là firm folder và project folder. Tại sao tôi lại chia ra là firm folder và project folder? Như các bạn đã biết, nếu ai dùng Tesla đúng không? Firm folder là toàn bộ những thiết lập chung nhất cho toàn bộ công ty mà tất cả các kỹ sư, những người làm detail trong công ty phải theo. Ví dụ như các quy định về cỡ chữ, phông chữ, thể hiện, màu sắc, đúng không? Tiếp theo đến project folder, vì chúng tôi triển khai có thể một lúc 3, 5 đến 7 dự án và mỗi một dự án sẽ yêu cầu những cái thiết lập khác nhau, thì khi triển khai đó chúng tôi sẽ phải thiết lập theo cái dự án theo yêu cầu của khách hàng, nên chúng tôi có một thêm cái folder project folder. Khi chạy Tesla thì có thể chạy song song cả firm folder và project folder để đến các thuộc tính. Và việc chạy firm folder và project folder để sẽ giúp các kỹ sư cùng chúng tôi giảm thời gian làm bản vẽ, vì các thuộc tính đã được set lập sẵn. Khi làm bản vẽ, các kỹ sư của chúng tôi chỉ được load các thuộc tính lên. Để phục vụ đến việc làm bản vẽ chất lượng, chúng tôi đã đề ra các quy trình kiểm soát bản vẽ. Như các bạn đã thấy trên màn hình, chúng tôi có hai quy trình. Thứ nhất là quy trình tạo mới một bản vẽ từ đầu và quy trình sửa chữa bản vẽ. Đối với quy trình làm một bản vẽ từ đầu, chúng tôi đề ra 7 bước, gồm các bước như đọc thiết kế, như là triển khai thiết kế, dựng mô hình, làm bản vẽ GA, làm bản vẽ shop, xuất report và các yêu cầu rất cụ thể đây. Việc này sẽ giúp cho các kỹ sư của chúng tôi bám sát được các yêu cầu của thiết kế, giảm thiểu được các lỗi xảy ra trong quá trình mô hình và xuất bản vẽ nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, như các bạn đã làm đi phụ huynh đều biết là cái việc sửa chữa thiết kế là không thể tránh khỏi. Nếu quá trình kiểm soát việc sửa chữa không tốt sẽ dẫn đến những cái bản vẽ chúng ta đã xuất bản ra có thể không dùng được. Tôi ví dụ như khi chúng ta đã xuất bản vẽ và đánh số cấu kiện, nếu các bạn không kiểm soát số khi đánh số mới an toàn thì các cấu kiện bản vẽ đó sẽ nhảy một số mới. Và như các bạn đã biết, khi chúng ta xuất bản vẽ ra đã xuất cho chủ đầu tư mà chúng ta xuất một bản vẽ số mới thì không ai chấp nhận. Nên chúng tôi phải đề ra một quy trình kiểm soát bản vẽ, hệ thống bản vẽ để sửa làm sao cho đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, về mô hình, về kể cả đến tên bản vẽ. Sau đó tôi xin giới thiệu một cái ví dụ cụ thể về thiết lập Tesla cho dự án Aurora. Như chúng tôi giới thiệu hồi trước, Aurora là một dự án lọc hóa dầu của ExxonMobil. Với dự án này, chủ đầu tư là ExxonMobil và thiết kế là một của Shimizu của Nhật Bản. Họ yêu cầu rất chặt chẽ và rất cao các cái thiết lập trong Tesla, thậm chí những cái tên trong bản vẽ các bạn nhìn thấy. Với yêu cầu sau khi nhận dự án và các yêu cầu của chủ đầu tư và khách hàng thì TTJ tiến hành thiết lập các hệ thống để khi mà vào Tesla mọi người đều có thể dùng được và các thông tin nó đầy đủ, tránh tình trạng người xuất bản vẽ thiếu thông tin này, người xuất bản vẽ thiếu thông tin kia. Đây là các thiết lập trong bản vẽ bố trí chung là bản vẽ GA. Ví dụ cụ thể như cái hoa gió đi ạ. Tùy theo một tổng mặt bằng thì mỗi một hoa gió nó sẽ xoay theo một hướng khác. Với mỗi một lần ghi vào đây, khi chúng ta đánh một cái dòng thông tin ở đây thì mỗi lần một dòng thông tin thì cái hoa gió này nó sẽ xoay theo cái hướng và cái tòa nhà chúng ta xoay theo. Thì các bạn nhìn tổng mặt bằng này thì ví dụ như một cái palace nó chạy ngang này thì cái hoa gió nó sẽ xoay hướng, nếu để như này thì sẽ sai. Đấy là một ví dụ thiết lập của chúng tôi. Việc thiết lập này sẽ giúp cho những người làm bản vẽ không phải thiết lập lại từ đầu mất thời gian và chỉ việc ghi một dòng chữ vào đây
tiếp theo là các yêu cầu ở đây mọi người nhìn. Tiếp theo nữa, trong dự án này thì bên thiết kế Nhật Bản đã thiết kế các liên kết cơ bản khá đầy đủ. Trên cơ sở bản thiết kế đó, chúng tôi thiết lập ra các liên kết trong đất đai gọi là các component, và chúng tôi áp dụng đó vào việc chạy auto connection. Việc chạy auto connection sẽ đảm bảo cái thời gian tiến hành mô hình là nhanh nhất và mọi liên kết là đúng nhất, tránh trình trạng khi từng người làm chi tiết áp dụng các liên kết và chỉnh sửa liên kết không đồng nhất có thể dẫn đến sai sót trong bản vẽ. Như các bạn nhìn thấy trong bảng quy định bên trái, đây là toàn bộ những liên kết mà một dự án Aurora yêu cầu. Chúng tôi lập một bảng Excel và điền tên đánh cốt những liên kết mà cần thiết. Vì trong bản thiết kế nó sẽ tương ứng với những tên cốt như này. Tôi ví dụ như bản thiết kế liên kết giữa cột và dầm để ký hiệu là MST, thì trong bản này chúng tôi cũng ghi chú vào kiện MST. Sau đó, để chạy được Tesla Auto Correction thì khi tiến hành triển khai bản vẽ, người làm mô hình sẽ phải ký, phải tích vào đây, ví dụ như MST và MST. Nếu một đầu là MST, một đầu là MEH, ví dụ như thế, thì sau đó chạy Auto Correction thì toàn bộ cái dầm đó sẽ được gắn đúng kiểu liên kết mà chúng tôi đã thiết lập trong Tesla. Và toàn bộ các thiết lập này chúng tôi phải dùng 7 người và mỗi người phụ trách một loại liên kết, và mỗi một liên kết nó áp dụng cho khoảng 100 các cái tiết diện. Việc thế này thì khoảng mất khoảng 2 tuần. Và sau việc này thì việc triển khai dự án của chúng tôi tiến triển rất nhanh và đảm bảo tiến độ. Tiếp theo, cùng với việc thiết lập cho các bản vẽ bố trí chung thì chúng tôi cũng phải tiến hành thiết lập cho các bản vẽ chế tạo. Như các bạn đã biết là khi mà xuất bản vẽ chế tạo từ Tesla thì các cái đường beam, các thuộc tính của Tesla xuất ra có thể dùng được một phần, có thể không dùng được phần nào, và hầu như với chúng tôi đều xóa trắng và dùng thiết lập theo các cái thiết lập của chúng tôi. Và để phục vụ cái việc khi xuất bản vẽ từ Tesla ra đảm bảo theo đúng các quy định của dự án, đúng quy định của TTG, chúng tôi cũng phải thiết lập toàn bộ những cái yêu cầu sau đây. Ví dụ trong những dự án của chúng tôi có những cái dầm trong nhà cao tầng thì các bạn biết là phải có những cái phun cái lớp vữa chống cháy. Thì để làm sao trong bản vẽ xuất hiện cái biểu tượng chống cháy này thì chúng tôi cũng phải thiết lập để việc khi người làm chi tiết chỉ việc ví dụ đánh chữ FB thì nó sẽ lên biểu tượng này, mà bỏ chữ FB thì nó mất đi, và các thiết lập khác. Và đây là thiết lập cho bản vẽ assembly hay gọi là bản vẽ chế tác cấu kiện. Còn đây là bản vẽ cho bản vẽ chi tiết, bản vẽ single path. Với bản vẽ single path trong Tesla khi xuất ra cũng tương đối là đầy đủ, nhưng với yêu cầu của chúng tôi thì chúng tôi cũng không thể dùng được cái single path do Tesla tự động tạo ra. Do đó khi chúng tôi xuất bản vẽ, chúng tôi cũng thiết lập lại toàn bộ các yêu cầu cho single path. Đối với một dự án thì có rất nhiều thông tin để quản lý dự án, đúng không? Ví dụ như ngày xuất bản, các cái thông tin RFA, RFI. RFA là gì? Là trong quá trình triển khai dự án, thiết kế thì cũng vài chỗ thiếu và có những cái không tương đồng, thì chúng tôi phải tiến hành trao đổi thông tin, hỏi, đúng không? Thì những cái đó thì trong Tesla hoàn toàn là không có thông tin đó. Để có những thông tin đó trong Tesla, chúng tôi phải vào file object.inp của hệ thống và chúng tôi chỉnh sửa viết lại một loạt cái thông tin mà các bạn đã nhìn thấy đây để có một cái tab gọi là TTG Information. TTG Việt Nam thì tôi biết đến TTG đây là một nhà thầu giao thông kết cấu thép, họ làm ở sân bay Changi. Hay đến Singapore thì cái đầu tiên chúng ta phải đi qua sân bay Changi, thứ hai đi qua một đoạn nữa thì chúng ta thấy cái Super 3 ở vịnh Marina Bay, đúng không ạ? Công trình mà những công ty khác không làm được thì những gì họ làm khó, những công trình như sân bay, sân vận động, các công trình kết cấu thép rất là phức tạp. Thì trong cái phần trình bày của anh Hiếu, chúng ta thấy là ngoài những cái có sẵn của phần mềm thì phần mềm nó cho phép chúng ta tùy biến thông qua một là tạo thêm cái thư viện như là custom component, tạo thêm cái thư viện mới. Thứ hai là phần tùy biến về phần bản vẽ. Thứ ba là chúng ta có thể đặt thêm các cái tab để quản lý thông tin. Thì cái mô hình thì không những là để chúng ta xuất bản vẽ, check bản vẽ và quản lý cái tiến trình của dự
án, ví dụ cái dầm này là đã kiểm tra hay chưa, hoặc các cái phiếu yêu cầu thông tin AFI mã hiệu như nào đã trả lời chưa, thì chúng ta đều quản lý thông tin được và chúng ta thêm được các cái tab vào trong phần mềm. Và chia sẻ thêm là một số các cái thiết lập mà phần những cái thiết lập mà thêm vào phần mềm đấy, thì đấy chính là cái nội dung thi chứng chỉ F3 của Tinh La. Tiếp theo chương trình tôi xin tiếp tục với phần các cái dịch vụ trực tuyến mới của phần mềm Tinh La version 21 nói chung và giới thiệu của cuộc thi Tinh La BIM Awards. Hiện tại Internet, các công cụ của Internet gần như làm thay đổi hoàn toàn cách thức mà con người chúng ta giao tiếp với nhau. Tài liệu, tất cả các tài liệu hép phần mềm thì người ta đang tìm cách là đưa lên Internet thì chúng ta không phải lưu trữ tại trong máy tính. Thì chúng tôi xin giới thiệu về các cái dịch vụ trực tuyến mới của phần mềm Tinh La. Trước hết là Tinh La Account. Tinh La Account cho phép người dùng lập các cái tài khoản, một tài khoản duy nhất để truy cập vào nhiều cái trang dịch vụ trực tuyến từ Tinh La Campus. Tinh La Download, Tinh La Campus là cái trang dành cho những người cho sinh viên, những người nghiên cứu về phần mềm có thể download phiên bản đơn tinh. Tinh La Download là download về bộ cài đặt của phần mềm. Tinh La User Assistant là phần hỗ trợ người dùng. Tinh La Warehouse là thư viện, các cái extension. Forum, Tinh La Model Sharing, tức là chúng ta có một tài khoản, đăng ký một tài khoản và truy cập vào 6 cái trang dịch vụ trực tuyến này. Thì đây là một cái thành phần rất quan trọng của tôi khuyến cáo là tất cả user Tinh La hoặc những người nghiên cứu về Tinh La, chúng ta nên đăng ký một địa chỉ tại account.tinhla.com. Khi đăng ký vào thì chúng ta có thể chuyển đổi giữa cái trang dịch vụ như này. Trước đây thì đôi khi chúng ta phải duy trì rất là nhiều tài khoản khác nhau, và đôi khi